Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài, công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may, và sẽ gặp may. Chúng ta chung chia niềm vui với anh chị, với gia đình,
và để cho niềm vui đó được hạnh phúc để nông giờ đây làm chúng con cùng với cả anh chị dâng lời cảm ơn Thiên Chúa và lắng nghe lời chúc phúc. Lời Chúa chính là kim chỉ nam để giúp cho anh chị sống cuộc sống hạnh phúc nơi gia đình. Lời Chúa sẽ luôn luôn là hướng dẫn chỉ đường cho anh chị trên bước đường tất cả trong cuộc sống gia đình. Chính vì thế, với tất cả niềm yêu mến, những bạn bè ở đây chúng ta cùng nhau bước vào những lễ thức và lắng nghe lời Chúa sẽ. Vinh danh Thiên Chúa trên con vòng trời. Oh.
và xin thư thánh Phaolô của chính những nơi nơi xô. Anh em nên sống trong tình yêu thương, như Đức Kitô yêu thương chúng ta và đã bộ mình vì chúng ta. Anh em nên phục cùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy cùng phục chồng mình, như cùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu của thánh, chính người là đấng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh phục cùng Đức Kitô nên làm, thì người vợ cũng phục cùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh, và lòng mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Những người cùng ước và lời mà thánh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không kỳ hồ, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng đều có thánh nhân thánh thiện và biệt truyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình, hay yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là thiên thể của thân thể người. Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với mình, vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Một nhìn này thì lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy một người trong em đi yêu thương vợ và mình, còn vợ thì kính trọng chồng mình. Đó là lời Chúa. Dù mưa đổ xuống, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sợ vì được xây trên nền đá. Và những ai nghe lời thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại khờ xây nhà đình trên cát. Khi mưa đổ xuống, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và đổ nát tan tành. Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời trên, đám đông dân chúng kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy những đấng có uy quyền chứ không như luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa vì đó. Vì thưa các đoàn phục vụ, để có thể cái câu chuyện, tức là có một người điên làm chủ một cái ngôi nhà rất là to lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Thế rồi chẳng hiểu lý do vì sao thì ông ta quyết định bán cả nhà và đất để đi tìm nơi ở khác cho nó tốt đẹp hơn. Thế rồi ông mời một chuyên viên về buôn bán nhà đất đến để được ra và làm quảng cáo hộ. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết thì chuyên viên thương mại đã định giá, viết ngay lời quảng cáo và đọc lại cho chủ nhà nghe. Nghe qua một lần thì chủ nhà xin chuyên viên đọc lại một lần nữa để cho hiểu rõ hơn. Cần bằng nhanh hơn, căn nhà rộng rãi, nhiều phòng, có người xung quanh đẹp, nơi yên tĩnh, không bị ô nhiễm, nằm ở ngoại ô thành phố, thuận tiện đường giao thông, gần nhà trường, bệnh viện, nhà thờ, v.v.
nghĩa là tất cả những điều tốt thuận lợi của ngôi nhà và vị trí đã được anh chuyên viên khéo léo đặt hết vào trong lời quảng cáo. Và nghe xong lời thứ hai lời quảng cáo đó thì nét mặt chủ nhà tươi hẳn lên và ông đã quyết định là thôi tôi không bán ngôi nhà này nữa, vì theo lời anh mô tả đây là ngôi nhà lý tưởng mà tôi từng mơ ước. Lời quảng cáo của anh đã thức tỉnh được lòng tôi. Có khi tôi biết cộng đoàn vợ chồng Việt Nam chúng ta thường gọi người bạn đời của mình bằng hai tiếng rất là thân thương, đó chính là nhà tôi. Và một ông bạn ấy hỏi là ông ấy có nhà không như bà, thì bà vợ ấy trả lời là ra nhà tôi mới ra suối. Hoặc là có bà bạn ấy hỏi là bà ơi bà ấy có nhà không, thì ông chồng đáp lại mở cắp vào sân nước, nhà tôi đang ở dưới đi. Cái nhà là nhà của ta yêu quý nó, ta chăm sóc cho nó, ta bảo vệ nó. Thế nhưng nhiều khi ta cũng cảm thấy là chán nó, chán ngấy luôn. Nếu Chúa và Hội Thánh cho phép thì có lẽ là nhiều người cũng dám bán nhà tôi để tốc cái nhà khác. Biết là đi cùng như ba anh chị em ở đây có ai nghĩ đến được ba nhà tôi đến một nhà khác chưa? Có. Nếu là hội thánh mà cho thì chắc là cũng có nhiều người từ đây xung phong nghe đi ở thì xung phong luôn. Rất tiếc là giáo hội cho phép sự gì vì Chúa đã phối hợp thì đoàn người cũng bao giờ được phép phân đi. Và đó chính là cái cơn cám dỗ, cái cơn cám dỗ bắn nhà tôi nó xảy ra ở nơi nhiều gia đình. Người ta rất thích đứng núi này để mà trông núi non. Và cơn cám dỗ này có nó còn được chân tôi hơi kiểu của gọi là cả nước đi em để đổ lỗi cho người khác, viện đủ mọi lý do này nọ. Lúc mới yêu cũng cái gì cũng đẹp, nhưng về vài năm rồi thì thấy đã đủ mọi cái lý do và rồi chỉ muốn bán nhà mà thôi. Nhưng nếu thành thật thì chúng ta phải nhận rằng những đổ vỡ giận và giận nứt ở trong gia đình phần lớn là do lỗi tại tôi và lỗi tại tôi hoàn toàn, chứ không phải là lỗi tại ông hàng xóm, lỗi tại đại hàng xóm, lỗi tại ai cả. Vì thế mà tạo cho gia đình bầu khí đạo đức đầm ấm và tốt đẹp phải là nhiệm vụ hàng đầu của cả chồng lẫn vợ, đặc biệt là nơi người vợ ở trong gia đình. Vì thế mà trong gia đình người vợ được ví như là cái máy điều hòa. Có một cái người mẹ khuyên con gái mình đi về nhà chồng như thế này. Khi về nhà chồng thì đàn ông luôn là đứa trẻ, cho dù ngoài xã hội là quan to đến đâu, thành đạt đến chừng nào. Bởi vậy một người vợ dịu hiền là một liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Vì thế là khi họ bị thất bại trong sự nghiệp, bị quan hồ, bị phật ý, nổi nóng, tức giận ở ngoài xã hội thì thường hay mang về chút vào đầu vợ con. Rồi khi vui bạn bè, quá chén, say khướt thì họ cũng mang về nhà. Khi thành công, rồi được ca ngợi thì họ cũng đem về nhà. Bởi vậy là một người vợ dịu hiền, một phụ nữ khôn ngoan, và luôn tỉnh táo và chân tình. Khi người chồng nản chí thì người vợ chỉ là cái điều thuốc kích thích, động viên để chồng tăng thêm chí khí, nghị lực, lòng tin, không chủ nương và tiếp tục vươn lên. Và người ta nói tiếp là khi người chồng mệt mỏi bởi công việc tại công sở, về nhà người vợ như là nguyên vọng, vitamin tăng thêm sức sống, sức khỏe cho chồng. À, khi người chồng cơ hè không thích yến thủ thì người vợ là điều thuốc để làm tăng sức mạnh, tẩy trừ yếu khí để chồng viên ngang tiến bước. Và khi người chồng hoành đại tự hào rồi trở nên yêu các người khác thì người vợ là minh phương an thần hạ nhiệt, làm chồng lấy làm tham vọng, tìm tâm suy nghĩ và trở nên khiêm nhường hơn. Rồi khi chồng viên tâm thì người vợ phải dịu dàng, không nên nhu loan, giảm khắc, độc trang, mà chỉ có thể ôn tồn, dịu dàng, khuyên bạc. Lúc này người vợ chính là điều thuốc cay nghiệt hiệu lực nhất để ông chồng không xa đà tấn sâu và con đường sáng đáng nhất. Từ khi chồng phải chụp đêm khuya thì người vợ phải biết khôn ngoan,
chứ không nên hoài nghi, truy hỏi, ghen tuông và gây ra một cái sự hiểu lầm. Vì thế mà người đời thì có câu thuốc nắng thì giải thích các liều thuốc hiệu nghiệm trên của người vợ được là bị thuốc nắng, chưa hẳn người chồng đã thích uống, bởi vậy không nên uống rồi uống ép một lúc mà phải từ từ thì mới có thể có tác dụng được. Và vì thế mà người vợ ngoài cái sự nhìn dịu trai có một ngắn theo gọi là sự đẹp đẽ, xưa nay vẫn là có cái đức tính đặc biệt của người phụ nữ. Nhà cửa văn pháp sạch sẽ, cũng gương nóng suốt và con biết con cái khỏe mạnh và văn hóa vân vân thường là kết quả bởi công lao của người vợ hơn là người chồng. Thì nhìn rất tiếc là nhiều bà vợ ra đường phố thì nào là trang điểm cũng xong, sửa tóc, chọn quần áo cho từng trường hợp, còn ở nhà với chồng con thì là bây giờ thì cứ bán được đi nhiều khi hôi hám theo cái tật theo nhau ở với lần vợ ra như là ra như đi đặt như vòng tung thì nhiều khi làm cho gia đình không còn có ấm nữa, tức là ra ngoài thì khác mà về nhà thì khác. Vì thế người ta vẫn luôn được là viên cái cửa chồng của bạn là vợ người ta xong thì vâng điều gì mình là có được cố vợ thì nó biết theo nhau. Vì thế mà người vợ thì luôn luôn biết trong rồi cái bản thân không phải là lúc mới lấy thì nếu có thể trong rồi, nhưng mà ngay khi lấy rồi và sau này còn cái nữa thì luôn luôn phải là trong rồi cả. Chính vì thế là khi lúc mới yêu thì không phải là cầu xin lấy được người để yêu, mà phải xin cho được lấy được yêu được người mà mình lấy. Và khi tôi biết một lần cái gì là hai anh chị mai mình đã thân lên, hôm nay anh chị đến đây để chính thức xây dựng cái ngôi nhà lứa đôi của mình để từ nay về với nhau và gọi nhau là nhà tôi. Và ngôi nhà này ở đây được xây dựng và tức khắc sẽ được làm phép. Vì thế xin Chúa chúc phúc cho ngôi nhà này, bảo vệ nó và sự giữ đổ tràn ân phúc trên ngôi nhà này, hầu nó trở nên ngôi nhà của Thiên Chúa, có Chúa hiện diện. Và ngôi nhà này hôm nay đã hoàn thành thì mọi người tới ăn mừng dân ra, mọi người đều hoan hỷ chúc mừng. Do đó mà anh chị hãy biết quý trọng ngôi nhà này, hãy bảo giữ nó. Người ta xây nhà để ở, cho nên anh chị hãy ở mãi ngôi nhà này, chứ đừng có mà đi ở lang ở chỗ này chỗ kia. Hãy luôn luôn ở nhà và hãy luôn thắp sáng sửa ấm ngôi nhà của mình, và đừng để bao giờ ngôi nhà trở nên lạnh lẽo như là bằng tham ấy, thì lúc đó sẽ khó có thể có được niềm vui. Và vì để xây dựng một cái ngôi nhà này, thì không phải là công việc của một người, nhưng mà nó là công việc của các thành viên trong gia đình. Hạnh phúc nó không phải là cái kiềm chế, mà khi đến đây mọi người tổ chức thì nó có ngay. Thiên Chúa cũng không ban ngay hạnh phúc cho con người, nhưng hạnh phúc là một thứ mà do hai người tạo nên. Và đây là công việc chính yếu của vợ chồng, nhưng cũng cần phải có sự tham gia của các con cái sau này, và cũng như là họ hàng đôi bên, chắc là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Chính vì thế là câu chuyện làm dâu mẹ chồng vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở. Vậy thì cái người con dâu biết thương quan con nhà chồng như là mẹ chồng những mẹ đẹp của mình, và ngược lại người con rể cũng quan niệm vợ như mẹ của mình. Có như thế thì mới có thể có được cái sự hòa hợp trong đời sống gia đình. Và cái xây dựng ngôi nhà thì đương nhiên cần việc có người ở, và mục đích xây nhà để mà ở, xây dựng ngôi nhà ở đây theo nghĩa là cùng chung tâm xây dựng cái giá trị của ngôi nhà, đó chính là cái giá trị của sự hiểu biết nhau và con người ở trong đó cùng nhau vui vẻ. Vì thế để cho khóa tâm gia đình được chọn lên, chúng ta đừng mơ lo cách riêng là đối với các anh chị, anh em nghe và thực hành lời của Chúa dân.
nếu như ta biết khôn ngoan xây nhà mình theo lời của Chúa, và lời Chúa dạy ở đây đó chính là một vòng trong giới dân, đó là các con nên yêu thương nhau. Yêu thương nhau chính là cái món đá quý giá nhất và chắc chắn nhất để xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Nếu như không xây dựng ngôi nhà trên nền móng của sự yêu thương, thì khi gặp những phong ba bão táp bên ngoài xô đẩy vào, rồi những niềm thương đó và tiền sau ấy nữa, nó có thể sẽ nhấn chìm, nó có thể đạt đổ. Nếu như có được tự nhiên, thì mọi cái sự khó khăn sẽ đến, sẽ vượt qua hết. Bởi thế, cụ thường vẫn nói rằng là thuận vợ, thuận chồng, các tiểu nông cũng đang. Chính vì thế ngày hôm nay, cộng đoàn chúng ta đến riêng trong ngôi nhà ở đây để cầu chúc cho tôi tân hôn này có được một cái quan tâm gia đình theo mẫu gương gia đình thánh gia. Vì thế xin chúng ta hãy tha thiết cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa ngang qua lời chuyển cầu Đức Trinh Đức Maria và Thánh Ngài Giuse là mẫu gương cho các gia đình được hạnh phúc. Nếu như các gia đình biết nói theo mẫu gương gia đình thánh gia, sống hòa thuận chồng vợ yêu thương nhau, thì sau này sẽ sinh ra được những hoa trái của tình yêu là những đứa con. Đó cũng chính là cái hình quả mà cũng chính là cái điều mà Chúa mong muốn người con người, đó là sinh con thiên gia nối dõi mọi người và là cộng tác vào trong chương trình sáng tác của Chúa. Nguyện chúc cho hai vợ ngày hôm nay xây dựng ngôi nhà của mình tràn ngập yêu thương và mọi người đang qua đó sẽ mượn được niềm vui thành người. BCT Nguyễn Văn Hai và Maria Nguyễn Thị Mây, các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để nhìn những kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn tinh thánh. Trước mặt người thành viên của Mừng Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con thêm phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy và thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt của thánh chào các con và ý định của các con. Vicente Nguyễn Văn Mai và Maria Nguyễn Thị Mây, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị kết buộc không? Không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Có. Có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có. Có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Giê-xu và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Thánh Thánh không? Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ước trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh đi xuống đây với Đức Mai, nhận em Maria Nguyễn Thị Mây làm vợ của anh. Hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc chân lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, mọi người để luôn thương em và tôn trọng em mọi ngày suốt đời em. Em mang nhau trong tình bao nhiêu ngày anh đi xem thêm những con hàng rồng tầm lớn đối với người với anh, khi được những cuộc gia tăng mạnh khỏe luôn tất luôn đau yếu để yêu thương tôn trọng anh mọi ngày. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ước nguyện của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành. Con sự gì Thiên Chúa kết tờ loài người không được phân đi, nào ta chúc mừng Chúa. Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sẵn trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy.
Thank you.
Anh chị em đi cầu nguyện đến của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa và Cha toàn năng chấp nhận. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con đã phải ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn vô sầu. Cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse.
chính là người với người và cho người mà mọi danh dự mà vinh quang đơn quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự nhân của Chúa thánh thần đến muôn Chúa, xin Chúa ban một lời tiếng vô cùng. Chúa xuân lên.
Chúc anh chị em đi bình an.
bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài, công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp